Thưa quý vị và các bạn, trên bản đồ nông sản Hưng Yên, huyện Phù Cừ nổi bật với đặc sản vải lai chín sớm và vải trứng Hưng Yên. Hơn một tuần sau khi vải lai chín sớm cho thu hoạch, thời điểm này các diện tích vải trứng Hưng Yên cũng bắt đầu được thu hái. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại trung tâm của vùng trồng vải trứng Hưng Yên thuộc xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ. Thời điểm này thì các nhà vườn đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch và người dân thì rất phấn khởi bởi vì năm nay vải trứng Hưng Yên vừa được mùa vừa được giá. Năm nay vườn nhà tôi thì dự tính được khoảng trên 6 tấn. Thế mà cũng đặt cho hợp tác xã có hai nguồn bán, thì là một là hợp tác xã thì tôi đặt giá trước rồi là giá 90.000 một cân. Thế còn thương lái họ cũng về đặt là bán 140-150 một cân ở tại gốc. Thế là cứ ô tô đóng thùng đến đầu ô tô về lấy đến đấy. Vải trứng Hưng Yên có đặc điểm khi chín quả to, tròn, mẫu mã đẹp, ngọt đượm, trọng lượng khoảng 18-22 quả 1 kg. Điểm ưu việt của loại quả này là sau khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ 3-4 ngày vẫn giữ nguyên màu sắc hương vị. Với mong muốn quả vải đặc sản của quê hương được xuất bán ở những thị trường có giá trị cao, những năm gần đây, người trồng vải trứng tuân thủ nghiêm ngặt việc canh tác theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thời điểm cây vải ra hoa đậu quả. Nhờ đó, tỷ lệ đậu quả của loại cây trồng khó tính này trong 3 năm trở lại đây có tính ổn định cao, sản lượng tăng dần sau mỗi năm. Năm nay ước sản lượng toàn huyện Phù Cừ đạt 70 tấn, đặc biệt giá cả năm sau đều tăng hơn so với năm trước. Chúng tôi cũng đã quảng bá với các cái doanh nghiệp, năm ngoái là chúng tôi đã xuất được 1 tấn rưỡi mang sang Nhật. Đấy, còn năm nay thì là cũng tương tự như vậy, là cũng sẽ tới là từ 1,5 tấn đến 2 tấn. Chúng tôi đã tham gia cái hội chợ vải trứng Hưng Yên, rất là nhiều các doanh nghiệp và các thương lái là muốn đăng ký để bao tiêu sản phẩm cho xã Phan Xào. Tuy nhiên cái sản lượng của chúng tôi thì nó cũng còn có hạn, nên là chúng tôi cũng vẫn là mời các đơn vị doanh nghiệp để về tham quan và quảng bá sản phẩm, và với mục đích là trong một vài năm tới thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng để bao tiêu cái sản phẩm cho bà con nông dân. Với những giá trị kinh tế vượt trội, cây vải trứng ở huyện Phù Cừ được xác định là loại cây giúp người dân làm giàu từ đồng ruộng. Song song với việc mở rộng diện tích vùng trồng, sự chủ động của người dân, chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng và quảng bá thương hiệu vải trứng Hưng Yên góp phần mở ra hướng đi bền vững cho sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương.